Thưa quý vị, nếu như nhắc đến cá mập thì có lẽ đều khiến quý vị liên tưởng ngay đến những bộ phim kinh dị với hàm răng sắc nhọn, sự khát máu, sẵn sàng thấn, tấn công, ăn thịt con người bất cứ lúc nào. Dù mấy năm loài vật này chỉ cướp đi tính mạng của khoảng 15 người tính trên toàn thế giới, một tỷ lệ rất nhỏ, song sự hung dữ vẫn khiến cho nó trở thành sinh vật biển khiến con người khiếp sợ nhất chính vì thế mà trong những ngày vừa qua hình ảnh một người đàn ông ôm một con cá dài hơn 1,5 mét nghi là cá mập xuất hiện tại thành phố Hạ Long Quảng Ninh đã nhanh chóng gây ra sự chú ý của dư luận vậy thì vùng biển Vịnh Hạ Long liệu có thể xuất hiện cá mập hay không ngày hôm nay Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa có thông tin chính thức về sự việc này các chuyên gia kết luận đây là loài cá thuộc họ cá mập Carcharhinidae tên địa phương thường gọi là cá neo mắt lợn tuy thuộc loài cá mập nhưng mà cá neo mắt lợn khá an toàn với con người theo tỉnh Quảng Ninh, hiện chưa có công trình nghiên cứu nào trên thế giới thông báo về trường hợp loài này tấn công con người. Chúng cũng rất hiếm khi xuất hiện ở gần bờ và cửa sông. Do không có đủ dữ liệu về vị trí đánh bắt, mùa vụ xuất hiện, phạm vi phân bố nên chưa thể khẳng định được loài này có xuất hiện trong Vịnh Hạ Long hay không. Vài ngày nay trên mạng xã hội Facebook có hàng nghìn người chia sẻ hình ảnh một con cá màu xám trắng dài gần 2 mét được cho là do người dân bắt được trên Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh đưa về đường bao biển tại khu vực cột 5 thành phố Hạ Long nhiều người xem hình ảnh này đã tỏ ra lo sợ về việc có thể bị cá mập tấn công khi tắm biển hoặc đi du lịch trên vịnh hạ long Việt Nam là nước có đường bờ biển dài với rất nhiều điểm du lịch biển nổi tiếng. Do đó nhiều người chắc hẳn là sẽ băn khoăn không biết là vùng biển nước ta có những ngày cá mập nguy hiểm hay không, ăn thịt người như ở trên phim hay không. Tin vui là theo các chuyên gia, một vài vùng biển của nước ta có cá mập và cá nhám nhưng đều là những loài cá hiền, chỉ ăn cá chứ không ăn thịt người. Vâng, cách đây 7-8 năm, vùng biển có sự xuất hiện của cá mập, cá nhám thường xuyên nhất đó chính là Quy Nhơn của Bình Định. Và có nhiều trường hợp thì cá đã tấn công người tắm biển Tuy nhiên thì nguyên nhân dẫn đến việc xuất hiện thường xuyên của các loại cá này tại đây đó là bởi vì là biển của Quy Nhơn thì có bãi tắm và neo đậu thuyền nằm liên kề với nhau. Các tàu thuyền thì thường thả chất tanh xuống biển và điều này thì lôi kéo những loài cá giữ vào gần bờ để kiếm ăn. Khi mà kiếm mồi thì những loài cá này có thể là bị nhầm lẫn và cắn vào chân của người tắm biển. Mặt khác, khi mà va phải một vật gì đó thì chúng sẽ hình thành bản năng tự vệ là cắn đáp trả chứ không có ý là tấn công để ăn thịt. Vâng, chúng ta cũng không cần thiết phải lo lắng lắm bởi về cơ bản thì dù là cá giữ hay lành, thì bản năng khi phát hiện ra con người đều sợ và nhanh chóng tránh xa chứ không phải là tấn công. Dù truyền thông hay vẽ lên hình tượng cá mập là con vật nguy hiểm nhất thế giới, song trên thực tế hàng năm số ca tử vong do bị ong bắp cày đốt hoặc là chó cắn còn nhiều hơn là do cá mập tấn công và trung bình thì cá mập chỉ giết chết từ 12 cho đến 15 người mỗi năm, còn con người giết tới khoảng 73 triệu con cá mập mỗi năm. <laughs>